Kênh Nhà đất Đà Nẵng xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì kênh đang đứng tại vị trí là đường mặt tiền đường Hồ Tùng Mậu. Ngay thì vị trí này cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng là 150 m. Và hôm nay trong video này kênh xin gửi đến cho tất cả anh chị và các bạn một căn nhà cấp 4 nằm trên mặt tiền đường Hồ Tùng Mậu. Đây căn nhà đây các anh chị ạ. Hiện tại căn nhà đang cho thuê với giá là 7 triệu một tháng. Nhà cấp 4. Đây là mặt tiền đường Hồ Tùng Mậu. Đường 10,5 lề 5 m. Đường này lưu lượng xe chạy rất là đông, rất thuận lợi kinh doanh buôn bán. Đây là căn nhà cấp 4 hiện tại là đang chào bán với giá là 5 tỷ 5. Diện tích căn nhà này thì là 81 m2 ngang 5 và dài là 16 chiều sâu là 18 m. Vị trí rất là thuận lợi kinh doanh buôn bán. Và chủ nhà đang chào bán với giá là 5 tỷ 5 và có thương lượng trực tiếp với lại chủ nhà. Tại vị trí căn nhà này thì cách biển Nguyễn Tất Thành khoảng 150 m. Sổ hồng pháp lý thì sổ hồng chính chủ sẵn và có thể giao dịch ngay trong ngày. Đây các anh chị ạ. Cạnh lô góc luôn. Căn nhà này cạnh lô góc luôn. Cạnh quán cà phê rất là thuận lợi, rất là tiềm năng. Quý anh chị nào quan tâm đến lô căn nhà này thì hãy liên hệ trực tiếp cho kênh qua số điện thoại 0914040688 hoặc để lại phản hồi dưới bình luận để kênh liên hệ tư vấn cho tất cả anh chị ạ. Nhà cấp 4 diện tích 81 m², ngang 4 m rưỡi, chiều sâu là 18 m và đang chào bán với giá là 5 tỷ 5, có thương lượng trực tiếp với lại chủ nhà. Pháp lý sổ hồng sẵn. Rất thuận lợi kinh doanh buôn bán. Đang cho thuê với giá là 7 triệu một tháng. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi kênh và anh chị hãy để kênh càng ngày càng phát triển thì anh chị hãy đăng ký kênh và theo dõi nhiều sản phẩm hơn để kênh và để phản hồi phía dưới để kênh càng ngày càng phát triển hơn, gửi đến cho tất cả anh chị nhiều sản phẩm tốt hơn. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn.